Ban biên tập kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Căng, tướng Tô Ân Sô, sự đẹp ngân hàng SCP và Manulife, khu gia thương vụ đen của nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải, Trương Mỹ Lan luồn lách lửa lò cụ tổng, tiền của dân mất trắng rồi sao? Thưa quý vị, đã gần một năm nay, vụ án Trương Mỹ Lan và cổ phiếu An Đông vẫn đâu vào đấy. Dân tình gửi hàng nghìn lá đơn cầu cứu chính phủ. Dù đã họp tới, bàn lui, hứa hẹn cam kết, rồi cuối cùng vẫn chưa thấy tiền trở về với dân. Câu hỏi được đặt ra là thế lực họ Trương mạnh cỡ nào mà dám thách thức cả lửa lò của Tổng? Ngay lập tức, Trung tướng Tuân Sô đã vào cuộc điều tra thì phát hiện hóa ra thế lực đứng sau và điều khiển các ngân hàng Việt Nam thường là những đại gia doanh nhân có tiếng, Họ lập ra ngân hàng chỉ là vỏ bọc hình thức trong kế hoạch kiếm tiền thật nhanh rồi tìm đường tẩu tán. Đơn giản, họ là những người hiểu luật nên dễ luồn lách, còn người dân đa số là người lao động hoặc những người đã về hưu dễ bị dẫn dắt bởi những khoản đầu tư không rõ ràng. Đây cũng là câu chuyện về kẽ hở của luật ngân hàng mà nhiều lần báo chí vào cuộc phản ánh. Bởi thế gần đây, nhiều ngân hàng đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, trong đó có ba ngân hàng được đánh giá là không có khả năng duy trì. Vấn đề nợ xấu của các ngân hàng này đang ngày càng trầm trọng. Điều đáng chú ý mới đây, nhiều đại biểu quốc hội như ông Đặng Ngọc Huy, đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị các ngân hàng nên theo thông lệ quốc tế, ngân hàng nào quá yếu kém thì cho phá sản, nhà nước không nên can dự quá sâu vào chuyện phá sản hay là không phá sản. Gần 8 tháng đã trôi qua, những nạn nhân trái phiếu SCB vẫn trông chờ trong tuyệt vọng. 8 tháng trời kể từ khi xảy ra đổ bể trái phiếu của công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, đến nay 40.000 nạn nhân trên cả nước vẫn dài cổ ngóng chờ sau rất nhiều cuộc nói chuyện vẫn đâu vào đấy. Về phía cơ quan chức năng, vụ án bà Trương Mỹ Lan vẫn đang trong vòng điều tra, cơ quan công an vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin gì. Mới đây, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kiện tập thể của 92 cá nhân tố cáo ngân hàng SCB với hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra của ngân hàng nhà nước Việt Nam và 4 cán bộ ngân hàng nhà nước đã bị khởi tố vì tội báo cáo không trung thực liên quan đến vấn đề thanh tra ngân hàng SCB. Các nạn nhân của SCB lại càng thêm đau khổ vì nghi ngờ có sự tiếp tay của các cơ quan nhà nước những nạn nhân đã sập bẫy trái phiếu scb coi đây là chiêu trò là âm mưu của trương mỹ lan cho rằng có sự nhập nhằng giữa trái phiếu và tiết kiệm và có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự scb phần đông nạn nhân thường là những người đã về hưu những người tuổi già ốm thao tiền để dành cho lúc về hưu có nguy cơ bị mất trắng họ thừa nhận thiếu hiểu biết và quá tin vào ngân hàng nên chỉ đem tiền vào ngân hàng gửi tiết kiệm chứ đâu có biết kinh doanh hay là đầu tư trái phiếu gì đâu Tiến sĩ về tài chính và ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng các cơ quan chức năng của nhà nước phải bảo vệ họ. Ông Hiếu cho rằng có thể có sai phạm trong việc thanh tra những giao dịch của Vạn Thịnh Phát tại SCB. Vụ án tưởng chừng đến đây là hết thì lại có những nạn nhân khác. Họ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của công ty bảo hiểm Manulife cộng tác với ngân hàng SCB cùng cộng tác với nhau để hô biến tiền tiết kiệm gửi ngân hàng SCB thành bảo hiểm Manulife. Một lần nữa, cái tên ngân hàng SCB lại nóng sốt trong dư luận. Hàng nghìn đơn thư tố cáo của người dân, khách hàng cho rằng họ đã bị ngân hàng SCB và Manulife qua mặt. Tiền gửi của họ ở ngân hàng SCB đã trở thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ và một lần nữa ông Trung tướng Tuân Sô lại vào cuộc. Ông đang chỉ đạo quân xác minh đơn thư tố cáo của người dân. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang khẩn trương xác minh vụ việc. Ông Sô cho hay, đến nay Bộ Công an đã nhận được 133 đơn tố cáo từ 128 người và 5 tập thể. Liên quan theo nội dung tố cáo của các đơn tố cáo này, thì khi đến thời hạn tất toán số tiền tiết kiệm, thì nhân viên ngân hàng SCB lại tư vấn sai sự thật. Họ tìm cách lừa người gửi tiền chuyển tiền tiết kiệm sang gói đầu tư sinh lợi cao do ngân hàng SCB phát hành. Vấn đề là những tư vấn sai sự thật có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vì nhân viên ngân hàng nói là khoản đầu tư mới này tương tự như tiền gửi tiết kiệm nhưng thực chất nó lại là hợp đồng bảo hiểm với công ty Manulife. Lúc đầu thì khách hàng cả tin không ai biết thực chất vấn đề là gì, nhưng sau khi năm đầu tiên trôi qua, công ty Manulife gửi yêu cầu khách hàng tiếp tục đóng phí bảo hiểm, khách hàng mới há hốc ra thì ra đây là bảo hiểm nhân thọ, chứ không phải là gói đầu tư tiết kiệm gì cả. Có nghĩa là nhân viên ngân hàng SCB đã tư vấn một đường là một nẻo, Lúc hiểu ra thì khách hàng muốn rút tiền cũng không rút được và trong vòng 60 ngày, nếu khách hàng không đóng tiền tiếp số tiền đầu tư trước đó sẽ bị mất. Vì vậy, khách hàng tố cáo ngân hàng SCB đã móc nối với công ty bảo hiểm Manulife có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng. Trong số những người tố cáo có người mất ít nhất là 30 triệu đồng, người mất cao nhất là 1 tỷ đồng. Chớ chầu nhất là công ty bảo hiểm Manulife, họ dặn khách hàng là sẽ trả lại tiền, nhưng khách hàng phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối, khách hàng im lặng thì được trả lại tiền, nếu lại đi khiếu nại, khiếu kiện thì sẽ mất tiền chắc cái luật này là luật ngầm im lặng thì mới có tiền sau khi nhà nước công bố kiểm soát đặc biệt ngân hàng scb và tăng cường kiểm tra những nhà lãnh đạo những nhà quản lý cấp cao hiện nay ngân hàng này hoạt động ra sao đã an toàn hay chưa tân chủ tịch ngân hàng scb đã có tâm thư động viên cán bộ công nhân viên trong ngân hàng và hứa hẹn với khách hàng là hãy an tâm đi tuy nhiên khách hàng vẫn khôn ngoan và rất thận trọng nghe qua bức tâm thư của ông tân chủ tịch họ hiểu rằng ban lãnh đạo ngân hàng chưa nói hết chưa nói thật vì nguyên nhân ngân hàng này đã bị kiểm soát đặc biệt vì vậy khách hàng vẫn còn lo lắng bức tâm thư của chủ tịch scb vũ anh đức hứa hẹn đảm bảo quyền lợi tiền gửi của khách hàng nhưng ông đức đã giải thích không đúng vì muốn chân an khách hàng ông đã giải thích những khó khăn của scb là do tin đồn và tâm lý bất an của khách hàng ông đức giải thích là các tin đồn thất thiệt trên thị trường đã tác động không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu của scb hóa ra đổ lỗi nguyên nhân là do khách hàng quá lo lắng đã làm ảnh hưởng đến scb Tuy nhiên họ hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch công ty chứng khoán Tân Việt đã ra đi tức tưởi như vậy là vì có liên quan đến ngân hàng SCB và liên quan đến những rắc rối và tiêu cực trong việc phát hành trái phiếu. Vợ của ông Nguyễn Tiến Thành là bà Tống Thị Thanh Hoàng là phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB cũng là ngân hàng thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Trương này. Đầu năm nay ngân hàng SCB đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty quản lý quỹ Tân Việt thuộc công ty chứng khoán Tân Việt thỏa thuận này cam kết ưu tiên sử dụng các dịch vụ các sản phẩm dịch vụ của nhau ngân hàng scb là đối tác ưu tiên của công ty tân việt trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong huy động vốn thu xếp tài chính ở trong và ngoài nước và trong hợp tác đầu tư đồng thời ngân hàng scb xem công ty tân việt là đối tác chính trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và quản lý tài sản cho ngân hàng scb và khách hàng của ngân hàng này trên thị trường tài chính, chứng khoán, Tân Việt và ngân hàng SCB cùng nhau tham gia vào các hoạt động phát hành các lô trái phiếu của nhiều doanh nghiệp. Công ty chứng khoán Tân Việt giữ vai trò tư vấn phát hành, còn ngân hàng SCB bảo lãnh thanh toán. Hoạt động chéo như vậy là sai về nguyên tắc tài chính, về quản lý tài chính rất rủi ro cho thị trường vốn ở Việt Nam, nhưng nó vẫn tồn tại từ lâu vì Trương Mỹ Lan và gia tộc họ Trương nói chung là một quyền lực bất khả xâm phạm trong một thời gian rất dài. Đơn giản chỉ vì nó được thế lực chính trị mạnh nhất ở đây đỡ đầu. Trước đây, lực lượng đốt lò đã có thể bắt giữ Đinh La Thăng sau việc điều tra và khui ra các sai phạm trong các vụ án kinh tế mà Đinh La Thăng đã nhúng chàm. Bây giờ muốn gõ cửa nhà nên ông Thanh Hải cũng tương tự như vậy. Lực lượng đốt lò cũng phải dùng một chiều, khui ra những sai phạm kinh tế mà Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải đã thò tay vào. Cách đánh án của người đốt lò từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Bắt từ cấp thấp rồi dần lên cấp cao, bắt cấp nhỏ trước rồi cấp cao sau. Bức xúc dư luận, trung tâm triển lãm xây 10 năm chưa xong, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm hướng xử lý khi trung tâm triển lãm Thủ Thiêm, tổng vốn hơn 800 tỷ đồng, triển khai 10 năm vẫn dang dở. Đề nghị được ông Cao Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi giám sát tình hình đầu tư công ngày 9 tháng 5. Trước tình trạng trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố ở khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức đã bị trễ hẹn 8 năm, Công trình này rộng hơn 18.000 m2, quy mô 5 tầng, được khởi công năm 2013 do Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm, Sở quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Về sau dự án được chuyển sang cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố. Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng trụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, Trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, dự án sẽ xong vào năm 2015. Sau đó ngày hoàn thành được gia hạn thêm một năm, nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành và dừng thi công cho đến nay. Theo ông Bình, năm nay Trung tâm Triển lãm Thủ Thiêm được bố trí vốn 250 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Với tiến thổ này, công trình khó có thể hoàn thành vào năm 2025. Chưa kể sau 6 năm dừng thi công, nhiều hạng mục thuộc dự án đã bị xuống cấp, cần phải đánh giá kỹ chất lượng mới có thể khởi động lại công trình. Dự án trước đây đã được tạm ứng khoảng 85 tỷ đồng bố trí cho các nhà thầu và đến nay chưa được thu hồi, nên cần có hướng xử lý nhằm tránh thất thu ngân sách, ông Bình nói. Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Bảy cho rằng cần làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đến công trình bị chậm tiến độ. Công trình nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố nhưng ngưng trệ nhiều năm, gây ảnh hưởng mỹ quan, yêu cầu phát triển, ông nói. Việc này cũng được nhiều đại biểu khác đồng tình và cho rằng trung tâm triển lãm Thủ Thiêm là một trong những dự án điển hình cho thấy mâu thuẫn rất lớn khi ban đầu các báo cáo đều nêu chọn được nhà thầu đủ năng lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vấn đề như nhà thầu không đảm bảo, ảnh hưởng tiến độ chung. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc phụ trách Ban dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm được giao về cho đơn vị phụ trách từ tháng 2 năm ngoái, công trình đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể thi công hoàn thiện bởi vướng mắc về gói thầu sản xuất và lắp dựng vách kính, khung rỡ vách ngăn. Gói thầu này có trị giá 107 tỷ đồng nhưng là hạng mục bao che bên ngoài nên khi dừng thi công dẫn đến các gói khác cũng không thể triển khai. Mặt khác do dự án bị dừng thi công nhiều năm nên phát sinh chi phí như trượt giá, hư hỏng thiết bị, chi phí bảo vệ công trường với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Theo ông Trường, sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị đã mời nhà thầu phụ trách gói thầu trên làm việc. Tuy nhiên, đơn vị này không hợp tác với lý do các vướng mắc cũ chưa giải quyết xong nên không chấp thuận làm việc với chủ đầu tư mới. Vì vậy, Ban Dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tính đề xuất dừng hợp đồng và khởi kiện nhà thầu này bởi đã tạm ứng 42 tỷ đồng nhưng chưa có khối lượng thi công hoàn thành. Sau đó chủ đầu tư sẽ đấu thầu chọn đơn vị mới thi công. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nói rất xót xa, xa khi công trình được kỳ vọng nhưng bị ngưng trệ nhiều năm. Bà yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan. Dự án thu hồi đất của người dân, ngân sách nhà nước bỏ kinh phí đầu tư nhưng 6 năm rồi vẫn bình chân như vậy. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố nói và đề nghị chủ đầu tư đề xuất hướng xử lý tiếp tục công năng cũ hay đề xuất công năng khác để đảm bảo an toàn.